Đây là chiếc Compass Shine, sản phẩm với phần cung giá là hơn 5 triệu đồng cho chúng ta một cái cảm biến vân tay rất nhạy. Phần lớn anh em biết đến con này đều là do cảm biến vân tay chứ không có gì nổi bật khác. Hôm nay mình sẽ gửi bạn bản đánh giá chi tiết về sản phẩm Compass Shine. Thương hiệu này thì hơi lạ lẫm ở thị trường Việt Nam chúng ta một chút, chưa có nhiều sản phẩm tên tuổi. Về cái Compass Shine thì đúng là điểm nhấn của nó ở cái cảm biến vân tay cực kỳ nhạy. Chạm vào một cái thôi là lập tức máy có thể mở được ngay ở cả giao diện màn hình khóa. Đó các bạn thấy đây, máy mình bây giờ mình tắt nha, cho mình đặt ngón tay lên, chẳng cần phải làm gì khác nữa, quay ra máy đã được mở rồi. Và cái tốc độ cũng như là thao tác nhận diện rất nhanh và nhạy, không có gì phải bàn cãi ở đây. Và vị trí của cái cảm biến vân tay này đặt cũng hơi hợp lý, là do nó nằm ở phía sau lưng ngay dưới cụm camera. Mình đánh giá nó hơi hợp lý là do đặt vị trí hay, nhưng mà cái phần bất hợp lý một tẹo đó là do máy hơi dài, vì màn hình 5,5 inch đôi khi mình phải với tay lên một chút chứ không thể sờ một phát là chạm ngay được, để thấp xuống một chút nữa là ok luôn. Tuy nhiên thì nó phụ thuộc vào kích thước tay của mỗi người nên mà mình không biết là nó như thế nào cho đúng. Về màn hình trước thì sản phẩm Compass Shine ban đầu nhìn qua rất là sexy vì màn hình hai bên mỏng dính, ai dè đến khi mở ra thì đây mới là phần màn hình trong thật sự của nó. Phần màn hình này dày hai bên làm khá nhiều và thừa trên và dưới. Đây là một cái yếu tố hay thấy ở các máy tầm trung và giá rẻ. Hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ có nhiều mẫu điện thoại mỏng thật sự chứ không phải là cái mỏng kiểu như thế này, chỉ đánh lừa thị giác ở cái nhìn đầu tiên mà thôi. Mặt trước của nó khá giống với sản phẩm của Huawei, với các phím như là đa nhiệm, chúng ta có phím Home và phím Back. Trên sản phẩm này thì cảm giác khi cầm ngón tay khá dễ chịu là do nó được làm với mặt lưng bo cong mềm mại, cầm ngón tay khá là ôm. Chiếc máy của chúng ta nhìn qua tưởng là kim loại nhưng nó là nhựa và làm hoàn toàn màu vàng để giả kim loại, không để lại quá nhiều mồ hôi và dấu vân tay trên này. Cầm nắm khá dễ chịu, nhưng mình có một điều đắn đo là phần viền xung quanh ấy là mạ lên giống như Galaxy Note 2, thì sợ xong thời gian nó sẽ bị bong tróc và xỉn đi. Về màn hình hiển thị của chiếc Compass Shine thì do màn hình chỉ là HD 720p, công nghệ IPS gỡ gạc lại cho nó đó là khả năng hiển thị với màu sắc trong trẻo, góc nhìn tốt. Tuy nhiên thì điểm yếu của sản phẩm này đó là nó bị rỗ. Vâng, các bạn thấy là bây giờ thường là màn hình 5,5 inch phải cỡ Full HD thì màn hình mới đẹp. Như mấy con của Zenfone thì màn hình còn đỡ, nhưng mà con này màn hình chỉ HD sẽ bị rỗ khi các bạn nhìn vào. Và cũng như màn hình 5,5 inch khi mà xem YouTube cũng chỉ HD 720p, không thực sự đã cho lắm. Trên Compass Shine thì màn hình độ sáng không cao, tăng đến mức tối đa thì ra ngoài trời vẫn khó nhìn và nó giống như một tấm gương phản chiếu lại những cái gì các bạn đã nhìn thấy và chỉ thấy mặt mình ở trên điện thoại này nhiều hơn so với những dòng chữ mà đáng lẽ ra ngoài trời chúng ta phải thấy. Ở trên Compass Shine thì nó chạy trên Android 5.1, một cái gần như là thuần Google, không có nhiều tùy biến, chỉ là một cái theme đặt ở bên trên. Ta thấy là thanh ngừng báo động thái kéo xuống cũng các chức năng như thế này, hay là kể cả các icon đã được thay đi như một cái lens bên thứ ba. Các tính năng nổi trội sản phẩm này như là double tap để có thể đánh thức máy dậy, cũng như chúng ta có một số tùy chọn ở bên trong. Ở trên Compass Shine hỗ trợ hai sim, một khay 3G và một khay hỗ trợ mạng 2G. Thực ra nó là 4G, một khay là 4G và một khay 2G. Tuy nhiên thì 4G hiện nay Việt Nam chúng ta là phải chờ đến cuối năm để phát triển sử dụng được. Trên chiếc Compass Shine thì dung lượng pin của nó trung bình sẽ rơi vào khoảng xấp xỉ gần 4 tiếng on screen. Với dung lượng pin này cũng không phải là lớn, mấy máy thì mình cứ phải là một ngày xong một lần đều lại như vậy. Với chiếc Compass Shine thì mình hy vọng đã lại ra cục pin phải lên khoảng 3000 thì nó sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng cái này 3G liên tục sẽ rơi vào khoảng 3 tiếng rưỡi cho đến 4 tiếng. Ở trên giao diện phần mềm của máy thì có thêm một cái tính năng vuốt ra ngoài cùng sẽ cho phép ta đọc tin tức, nó giống như kiểu là Blinkfeed của HTC, nhưng rất tiếc lại đây là toàn là tiếng Anh, các thông tin nước ngoài hoàn toàn không có tiếng Việt nên cũng gần như là không hữu dụng mấy. Trên chiếc máy này thì có camera phía sau là 13 megapixel, nó khẩu độ f2.0 và camera trước của nó có khẩu độ f2.2. Camera sau chụp ảnh tốc độ cũng rất là nhanh, hầu như là các máy mình trải nghiệm thời điểm tại tốc độ chụp tuyệt vời, và cái tiếng chụp của nó là của giao diện thuần Google luôn chứ không phải là có tiếng gì đặc trưng của nhà xuất này. Nó có thể chạm điểm để lấy nét, đo sáng, vân vân. Khi chụp ảnh thì chi tiết thu lại là khá nhiều và ổn so với những gì mà mình trải nghiệm. Giải dynamic range của nó thì trong một số trường hợp gặp khó khăn là do nó chạm điểm đo sáng mà, nên nó không cân bằng tất cả, nhiều lúc sẽ bị cháy ảnh. Trên sản phẩm này thì có một số tùy chọn như HDR chụp ảnh đêm, bộ lọc cho phép chúng ta thêm vào những cái hiệu ứng hình ảnh tương tự như trên Instagram. Trên camera có chế độ chụp ảnh chuyên nghiệp, chỉnh được đầy đủ các thông số EV, chúng ta chỉnh được cân bằng trắng ISO, nhưng rất tiếc là không chỉnh được thời gian phơi sáng. Như vậy tốc độ màn chụp là cái duy nhất nó không thể can thiệp vào. Camera trước cũng có khả năng tự sướng khá ổn. Với những sản phẩm như nhà sản xuất Trung Quốc thì thường camera trước tự sướng là thường mịn ra, đẹp và chi tiết nhiều, nhưng camera này lại không có lấy nét tự động. Đó, các bạn cần phải lưu ý cái điều này. Tức nghĩa là trong một số trường hợp chúng ta chụp không cẩn thận là nó rất dễ là bị ảo nét. Như vậy thì mình đánh giá xong cái chiếc Compass Shine. Thế đến hiện tại thì nếu mua con này thì mình thấy hiệu năng nó cũng ok với chip Snapdragon 615. Các game là có thể xử lý mượt mà, 2GB của nó đa nhiệm cũng tốt. Vì thực ra là nó không có giao diện gì nặng nề trong này, nó rất là nhẹ luôn. Nhưng điểm yếu con này là gì? Trời ơi, giá này nó chỉ có 8GB bộ nhớ trong. 8GB này chỉ đủ cho các bạn cài được. Thực ra mình cài được mỗi Dumbway to Die, AnTuTu, Facebook, truyền quản lý fanpage. Hết quách mà là không cài được Advan 8 để speed test và đo hiệu năng cho các bạn. Về cơ bản như vậy khiến cho cái sản phẩm này là một điểm yếu.
Và màn hình của nó thì không thực sự nổi trội trong cái tầm giá này. Thời lượng pin nằm ở mức trung bình. Và camera thì chụp trong một số điều kiện tranh sáng nó sẽ bị cháy do giải dynamic range kém. Đặc biệt thiếu sáng, ảnh bị noi lên rất là nhiều luôn. Con này bị nhiễu hạt trong điều kiện chiếu sáng rất nặng. Và các bạn có thể biết đừng quên like, share với bạn bè. Và hôm sau sẽ có bài so sánh với lại Zenfone Selfie, cũng có tầm phân khúc giá với con này và cấu hình cũng tương đồng một chút. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.